347天. Ngày 347. Đủ rồi ạ, cảm ơn chú. Vậy chúng cháu đi đây. Buôn bán tốt ạ. Hãy nghe và nhắc lại. Câu là, xie xie su su. Na wo men zou le, hao mai. Câu là, xie xie su su na wo men zou le hao mai. Câu là, xie xie su su, na wo men zou le, hao mai. Câu là, xie xie su su, na wo men zou le, hao mai. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét dọn. Mấy lái được chí đá xào sâu sử. Vất vả. Xin khủ. Đầu tiên liên hệ ngay. Sầu xiên mà sẵn liên xỉ. Số lượng. Sủ lượng. Ngắn một chút càng đẹp mắt hơn. Đoán ý tiền ấn cần khó khăn. Mặc lên chẳng may không vừa người thì làm thế nào? Trân sàng vạn ý bù hờ sân dẫm bản. Độ dài rất hợp với em. Tráng tủ hấn sự hờ ní. Chỉ ít cần 190.000 Việt Nam đồng. Chỉ sáu yào 19.000 Việt Nam tuần. Buồn cười quá. Hào hào xào. Đi trả tiền. Chỉ phủ chén. Hai bạn. Nǐ men liǎ. Nǐ men liǎng ge. Tổng công ty cử đến. Tổng công sư phải lái. Làm người khác rất dễ chịu. Ràng rén hẳn su phủ. Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên chư. 10 phút. 10 phân rung. Có thể ăn được cay hay không? Nâng bù nâng chư lạ. Thật có ngon như chú nói không ạ? Trên hiểu su 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 tớ nào mà khó chư mà. 42.000 đồng, nguyên văn là 42.000 đồng. Sự hoàn lẻng chiên tuần. 502.000, nguyên văn là 50.000. Ủ sứ hoàn lẻng chiên tuần. 460.000. Sự sứ liều hoàn. Đếm thử xem. Sủ ỉ sủ. Đủ chưa? Câu là mấy dấu. Buôn bán tốt nhé. Khảo mải.